Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với vlog của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm vlog về unbox những cái món đồ thiết bị mà mình sử dụng để bắt đầu sự nghiệp làm vlog của mình. Thời đại hiện nay, việc làm vlog đã trở nên khá là phổ biến và thân thuộc với tất cả các bạn trẻ. Thì mình sau bao năm ấp ủ, tìm hiểu, theo dõi rất là nhiều YouTuber, thì đến một ngày mình có một quyết định là bắt đầu làm YouTube. Khi nhắc tới làm YouTube thì đương nhiên chúng ta phải nhắc tới đầu tiên, đó là camera. Rất nhiều bạn trẻ bắt đầu với kênh YouTube của họ bằng cách sử dụng điện thoại di động. Nhưng đối với mình thì sau khi tìm hiểu một thời gian thì mình cảm thấy rằng đầu tư cho một cái máy ảnh nó sẽ xứng đáng hơn, nó sẽ cho chất lượng hình ảnh và mọi thứ sẽ tốt hơn máy ảnh rất nhiều. Và cũng may mắn là do điều kiện kinh tế mình có khả năng mua được máy ảnh tốt. Mình sẽ làm clip hôm nay để unboxing những cái món thiết bị đồ điện tử hoặc là những thứ liên quan để mình bắt đầu tiến hành trở thành một YouTuber. Ngày hôm nay mình cũng vừa pick up một cái camera mình order từ Best Buy. Sau 10 ngày chờ đợi thì cuối cùng mình đã có được nó trên tay. Mình muốn unbox cái camera đầu tiên, rất là hồi hộp, mình chưa mở nó ra luôn á. Mình mới pick up nó từ Best Buy và sau đó con đi gym chứ chưa hề mở nó ra. Ok, và đây là chiếc camera Sony Alpha 6400. Có thể bạn cũng tự hỏi tại sao mình lại quyết định chọn Sony mà không chọn Canon, không chọn Nikon, nhiều hãng khác. Rất nhiều lời khuyên từ những YouTuber nước ngoài thì họ khuyến cáo mình nên sử dụng dòng Sony A6400. Các bạn cũng có thể thắc mắc là tại sao mình chọn Sony A6400 mà không chọn Sony Alpha 5001 hay là Sony Alpha 6000, 6005 chẳng hạn. Nhiều lý do để mình chọn Sony Alpha 6400 này. Thứ nhất, về những clip so sánh thì Sony Alpha 6400 này có thời lượng pin vượt trội hơn Sony Alpha 5100, Alpha 6000 và 6005. Hai là mình muốn có một cái màn hình đưa lên để mình có thể canh được những cái khung hình của mình được chuẩn hơn. Mình quyết định chọn Sony Alpha 6400. Thì bây giờ mình xin đập hộp nó ra nhé. Khi mà mở ra mình sẽ có được một cổng Lightning, mình nghĩ là để sạc pin cho cái camera này. Thứ hai là cái dây đeo. Mình có một cục pin và một cái cục đầu chạc. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Rất là háo hức. Oh wow. Nó khá là nhỏ chứ. Mình chưa thấy nó ngoài đời luôn, mình chỉ thấy người ta giới thiệu là mình mua thôi. Thực sự là mình chưa biết xài camera này như thế nào luôn các bạn. Rất là đẹp. Cái này brand new luôn nhé. Mình không có rành về công nghệ. Đối với một người mù công nghệ như mình thì mình không có biết. Mình tạm chưa sử dụng nó bao giờ nên mình cũng không biết review như thế nào. Thì mình chỉ muốn giới thiệu đến các bạn là mình sẽ sử dụng camera Sony A6400 này để làm vlog hàng ngày. Tiếp đến sẽ là lens. Mình cũng tìm hiểu thì rất nhiều những người YouTuber khuyên mình nên sử dụng cái lens đi 10-18mm này nè. Cái lens tốt nhất để làm vlog cho những người bình thường dư như mình. Thì nên mình đã quyết định mua nó. Và một điều khiến mình bất ngờ nữa, giá của cái lens này nó bằng loại cái camera. Oh my god, mình chưa bao giờ mình sở hữu cái camera đó mà mình không biết nó lại mắc như vậy. Đây là nhân vật thứ hai, là cái lens. Và mình sẽ tiếp tục unbox. Khi bạn mua camera, điều cần thiết nữa đó là thẻ nhớ. Và mình mua được hai cái thẻ nhớ của Extreme Pro 128GB. May mắn là mình mua vào dịp Black Friday á, nó chỉ có khoảng gần $40 chưa thuế. Chứ giá gốc của nó là khoảng $60 một cái. May mắn mình mua hai cái này mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Cái bát này thì mình không biết nó là cái gì hết. Mình cũng chưa mở ra, mình nhận nó rất là lâu rồi. Mình chưa mở ra, bây giờ mình cũng tự mở nó nhé. Thì ra là Camera Screen Protector. Là cái này để bảo vệ màn hình của cái camera của mình á. Giống như một cái camera mình bỏ ra rất nhiều tiền để mua thì việc mua thêm một cái dán màn hình để bảo vệ cho nó thì cũng xứng đáng rồi, đúng không? Đây mình có một cái bát thứ hai của Amazon.
Đây là một cái case, nghĩa là bằng bằng sắt. Lý do mà mình mua cái này á, thứ nhất á là nó bảo vệ bên ngoài của camera. Nó sẽ bảo vệ cái viền của camera, bảo vệ bên ngoài như thế này. Thì khi bạn có lỡ tay va đập vào cái gì đó thì nó cũng có một cái cover nó bảo vệ, nó đỡ ảnh hưởng tới camera của mình hơn. Và lý do thứ hai mà mình mua nó á là vì ở trên cái khung này nó sẽ có một cái gì vài có nhiều lỗ. Nó sẽ có những cái lỗ. Đây là cái khung mình mua, các bạn có thấy không? Thì nó sẽ có mấy cái lỗ, rất nhiều lỗ để các bạn có thể gắn thêm những thiết bị cần thiết hỗ trợ. Vì á cái camera của mình á nó có thể đưa cái mặt màn hình đi lên. Khi đó nếu mà mình gắn cái mic mà chống ồn ở đây á thì nó sẽ che mất cái màn hình. Đó là lý do mình mua cái này, thì mình có thể bắt cái mini microphone nằm kế bên thì nó sẽ tiện hơn cho mình. Tốn rất nhiều tiền để đầu tư vào laptop thì các bạn cũng hiểu là mình thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Ok, ở đây mình có một món nữa. Thì đây là hai cục pin dự phòng và cái này là cái đồ chạc pin nhé. Thì lúc nào ra đường bạn phải thủ ít nhất là hai cục pin để bạn biết rồi, sometimes mình quên thì có thể camera hết pin có thể tiếp tục quay chứ không thôi nó sẽ bị gián đoạn. Mình có một cái microphone. Cái này rất là thông dụng với tất cả các bạn YouTuber. Khi mà các bạn ra đường á, các bạn nói chuyện á, nếu mà không có microphone này nè, cái tạp âm bên ngoài, cái tiếng gió nó rất là ồn. Đây, cái này nó sẽ giúp cải thiện, là nó giúp thu cái âm mình trực tiếp, nó sẽ tốt hơn. Cái giọng mình nói sẽ nghe rõ hơn, là nó không có thu những cái âm thanh bên ngoài nhiều. Thực ra nó rất là giúp ích cho mình. Thì ở đây, mình có cái dây để gắm vô từ mic vô cái camera. Thứ hai là cái giá đỡ của cái mic. Đây là cái microphone, mini microphone. Đây là cái windshield, cái lông chùm lông này, nó sẽ giúp cho tránh được cái tiếng gió ồn xèo 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 khi mà bạn đi ra ngoài đường á, và giúp thu âm rất là tốt. Một cái món nữa quan trọng không kém đó là một cái chân mà để giúp mình cầm cái camera để đi lại dễ dàng, với lại dễ dàng nói chuyện và dễ dàng để thực hiện những cái cảnh quay đẹp. Thì đây mình cũng mua được vào Black Friday. Mình có một cái khung đỡ camera nè. Mình nghĩ các bạn rất là quen thuộc với cái này khi các bạn theo dõi vlog. Sau khi các bạn thực hiện những cảnh quay, việc quan trọng thứ hai truyền tất cả dữ liệu video đó vào laptop để các bạn có thể edit. Cái mà để giúp mình chuyển từ thẻ nhớ từ của camera để đến laptop đó là mình mua một cái reader. Thì cái này khi mình gắn cái thẻ nhớ trong cái camera vô và mình cắm vô laptop thì nó sẽ đọc, nó sẽ giúp mình truyền tải hết được những video, cái cảnh mà mình quay được. Và sau đó mình có thể dễ dàng edit. Rất là nhỏ, nó giống như một cái USB đó. Và nó sẽ có hai cái lỗ, một cái tên là micro SD, một cái tên là SD. Và cuối cùng một cái thứ quan trọng không kém đó là laptop. Vì khi bạn làm vlog bạn sẽ liên tục di chuyển, có thể là bạn đi nơi này đi kia để quay, thì laptop là một cái vật dụng thiết yếu, cần thiết và dễ dàng để bạn mang theo hiệu của Dell. Mình đã unbox sử dụng nó một thời gian để tập luyện cách mà edit video á. Thì đây là một cái mình nghĩ nó mạnh tương đối để mình có thể edit video, và nó khá là nhẹ. Dell thì nó không có được đẹp về mẫu mã nhưng mà máy của nó rất là tốt. Đó là tất cả những gì mình đầu tư đầu một cái lót của mình. Thì mong các bạn hãy luôn theo dõi mình, luôn ủng hộ mình, luôn giúp đỡ mình vượt qua khó khăn. Mình lúc nào cũng phải cố gắng để quay được những cảnh đẹp nhất và những footage, những khung hình đẹp nhất dành cho các bạn. Thank you đã theo dõi video này nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào video kế tiếp. Cheers.